Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một em siêu phẩm mới về bên em, đến từ thương hiệu Pháp, Chopic Paris. Thì trước đây em đã có về một chiếc dòng Chopic Paris được đánh giá rất là cao, thì bác cũng quan tâm. Thì nhìn thoáng qua bác có thể thấy chiếc khung dòng Chopic Paris có tựa như dòng chiếc Chopic Merlin. Đây là cái mẫu dòng Chopic Paris được cải tiến hơn so với những mẫu trước đây của em đã về. Và bây giờ xin mời các bạn đến xe. Vâng, trên khung của bác đây là em giới thiệu qua bác trên Google, các bác chỉ cần gõ chữ Chopic Paris Bay và dòng xe road bike, dòng xe đua thì sẽ hiện ra rất nhiều các trang web của nước ngoài. Thì đây, sau đây em sẽ vào một cái link tham khảo của dòng Chopic Paris. Thì trước đây em có về một chiếc dòng Chopic Paris màu đỏ đen, thì nay em về một chiếc tông màu trắng với bộ full group chính hãng của Shimano Ultegra, dòng xe cao cấp được cải tiến hơn so với chiếc mẫu cũ ở dòng Chopic Milan. Yên San Marco Cano, yên nguyên bản zin và full group Ultegra. Các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm, và thêm nữa các bác có thể lên trên Google xem video được đánh giá rất là nhiều trong thời gian vừa qua của những website bên thị trường châu Âu. Em sẽ có vào một trang web cho bác xem tham khảo thêm. Đây là cái website của bên châu Âu được đánh giá về review chiếc xe Chopic Paris. Các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm bác nhé. Vâng, trên khu của bác đây là cái mẫu dòng Chopic Paris đến từ thương hiệu Pháp, một trong những cái dòng xe đua được đánh rất giá rất là cao và rất nhiều các bác quan tâm hỏi em về dòng xe road bike thương hiệu cao cấp. Vừa ngày em về một chiếc xe với tông màu đen, điểm chỉ xanh trên khung xe rất nổi bật. Xe làm từ hợp kim full carbon. Các bác nhìn thoáng qua thì cái bộ khung của nó tương đương với dòng xe Chopic Milan, nhưng mà được cải tiến hơn so với mẫu bên Milan. Ở bên dưới khung sẽ làm được bản dẹp dày hơn cho bộ khung chắc chắn hơn. Với thiết kế bộ khung khí động học lực full carbon, một đồ Chopic Paris. Và xe thường Chopic Paris thường trên khung đường sở hữu cái chữ ký màu đồ của nhà sản xuất xe trên khung xe. Lớp sơn còn rất đẹp nguyên bản theo xe. Đây là website chính hãng của xe chopicbuy.com. Đây là mẫu thứ hai về cửa hàng bên em, dòng Chopic cao cấp full carbon. Cổ vốt ghi đông chính hãng của FSA, đến từ thương hiệu Mỹ. Cổ vốt ghi đông của FSA cao cấp, đến từ thương hiệu Mỹ. Và xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Ultegra. Bên trái em bên tầng lip. Bên phải em sử dụng với bên tầng đĩa cũng lên tay lắc của Ultegra. Bằng trước sử dụng với cụm phanh ba mảnh chính hãng của Shimano Ultegra. Càng carbon chính hãng của Chopic, nguyên bản theo xe. Carbon Turbo Frame. Vâng, xe sử dụng với vành cao cấp nhé. Vành nhôm hai lớp của khung cung, vành hiệu nhé. Các bác nào đạp xe lâu năm thì có thể tìm hiểu thêm về cái dòng thương hiệu khung cung chuyên về vành xe đạp cao cấp, vành khung cung. Lốp cao cấp, lốp Innova. Nguyên bản theo xe, lốp còn rất là mới. Ở dưới gầm xung khung thì có mã vạch của khung, nhưng mà cho qua thời gian sử dụng thì nó hơi bị mờ đi rồi. Xe được sử dụng với bộ dây âm sườn chạy trong không khung. Gạt đĩa của Shimano Ultegra, xe trang bị với full group Ultegra các bác nhé. Đùi đĩa còn rất là mới, đùi đĩa của Ultegra. Shimano FC6008 Japan. Cổ
đề sau được sự phục vụ đề Shimano Ultegra. Sử dụng với 11 tầng lip, lip của Ultegra luôn mất nhá. Lip của Shimano Ultegra luôn. Đây, lip của Shimano Ultegra nguyên bản theo xe. Xích Japan. Xích nguyên bản theo xe nhá. Xích Japan này. Xích Via Japan. Nguyên bản theo xe, zin nguyên bản theo xe. Đằng sau sử dụng với phanh ba mảnh chính hãng của Shimano Ultegra. Vành full cung. Đằng sau sử dụng với vành full cung. Xe sử dụng với nguyên vành cặp chính hãng của full cung. May bọc đạn cối lỗ nhé. May bọc đạn cối lỗ rất cao cấp. Long lăn cổ phốt cũng là carbon. Hộp pin carbon nguyên bản theo xe. Và yên sáu carbo. Yên nguyên bản theo xe. Sáu carbo con lô. Thì em vừa giới thiệu video trước đây em vừa quay cho bác xem. Nhưng mà yên nguyên bản zin theo xe luôn không nhá. Yên từ những thương hiệu Ý. Bên dưới yên xe thì có tem 7 màu chống hàng giả nhá. Pin cao cấp nhưng zin theo xe. Và bây giờ xin cho chiều cao đúng của khung xe. Vâng, chiều cao đúng của khung xe là size 48. Chiều ngang khung là size 52. Đây là chiều cao khung lý tưởng của các bác, cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin mời nhà chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với xích lip của Shimano Japan Ultegra 11 tầng lip, lên lip đây. Xích lip còn rất là mới không nhá. Xích lip nguyên bản trong xe. May bạc đạn cối lỗ, vành cặp full cung, vành hiệu cao cấp. Đùi đĩa Ultegra, gạt đĩa Ultegra. Đùi đĩa. Lên đĩa. Xe có rất là bon luôn nhá. Đây là một trong những cái dòng xe cao cấp đến từ thương hiệu khác. Cung cấp Paris được cải tiến cao cấp hơn những dòng cung cấp hai lần mà em giới thiệu trong thời gian vừa qua. Sử dụng với khung ngờ lúc Shimano Ultegra, vành cặp cối lỗ cung cung. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Chopic Paris đến từ thương hiệu Pháp. Xe được sử dụng với khung ngờ lúc Shimano Ultegra, khung carbon, tàng carbon, vành cặp chính hãng của cung cung, yên sân Mactaro, con lô cao cấp đến từ thương hiệu Ý. Và xe giá gốc bên nhà là 23.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn nào quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai.